Sao cái tên áo đen mỏ chim kia lại không bị zombie cắn thế nhỉ? Hay nó chính là chủ mưu trong chuyện này? Hạ cánh xuống, để tôi ra hỏi nó cho ra lẽ. Ê thằng kia, mày chính là thủ phạm có đúng không? Ơ hay cái thằng này, bố hỏi mà im thế hả? À quên, mình phải dịch tiếng của zombie thì mới nghe thấy nó nói gì chứ nhỉ? Đã chỉnh xong, mày nói đi tao nghe. Cái định mệnh, mày câm hả? Thôi xong rồi ông ơi, bọn nó bay đi bỏ anh em mình lại đây rồi. Nóng quá anh ơi cứu em. Tao đang hút lửa cho mày đây, đứng im đó. À thế ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Ui vãi, nó đẩy mình bay xa thế. Nhìn sang phải ông ơi. Chạy nhanh anh em ơi, bọn nó sắp đóng cửa đấy. Nhìn đồng vãi trưởng vậy. Chảy ra bố mày rồi, đau đấy thằng CP Commander tân kia. Em xin lỗi anh ơi, có gì từ từ rồi nói. Được rồi, thế solo không mày? Ok chơi luôn anh ơi. Đừng đánh hắn mạnh tay nhé. Ok thôi. Tao có việc phải đi rồi. Bye bye. Chán thế nhỉ? Giờ ai chơi với mình đây ta? Tên Giman vừa làm gì mình vậy? Sao có cảm giác mình đang mất ý thức thế? Cơ thể này sắp không còn nhiễm bệnh nữa rồi. Ta không muốn. Tuyệt vời quá anh bạn ơi, tôi hết bị hóa zombie rồi nè. Chúc mừng anh đã quay trở lại.